Hello, xin chào các bạn nha. Xin chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Thì hôm nay mình cũng đi ra chân bò các bạn ơi. Thì công việc của mình là ngày nào cũng đi chân bò các bạn. Ngày nào như ngày nấy các bạn ơi. Nói chung là từ nắng hay mưa thì mình cũng đi chân bò các bạn. Các bạn hôm nay làm gì? Chắc là công việc hàng ngày hả các bạn? Chúc các bạn một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nha. Thật nhiều sức khỏe nha. Thì mình thì ngày nào cũng đi ra chăm mấy em bò các bạn ơi. Chứ cũng có gì khác, ngày nào cũng quay video vậy các bạn, cũng có gì khác các bạn. Các bạn thương mến mình cho mình xin một nút đăng ký kênh và một nút like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn thương mến mình thì ủng hộ cho mình nha và mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Trời hôm nay thì cũng rất là nắng các bạn. Thì mình ra nãy giờ mình cũng mở bò cho nó ăn các bạn. Thì bò mình nó cũng ăn nãy giờ bên kia lầu qua bên đây. Thì mình qua bên đây mình theo bò mình chân bò các bạn. Trời thì rất là nắng luôn. Khi mà bò nó ăn qua bóng mát, nắng qua nắng thì nó trung vô mát đứng nó núp các bạn. Thì hôm nay cực kỳ nắng nóng các bạn ơi, rất là nắng nóng luôn. Mình cảm giác như giống như là lửa đổ các bạn. Rất là nắng luôn. Hôm nay mình có cái nón mình đậu cho nó mát các bạn. Mấy bữa mình đậu mùa diêm á. Nắng áp vô nó cũng nóng chứ không nói các bạn ơi. Bây giờ mình có cái nón thì nó cũng đỡ các bạn. Nó cũng mát, che nắng. Che nắng chứ không có che mưa được nha các bạn. Nó bị lung hết rồi. Che nắng mới được, nó cũng mát. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ cũng đã chiều rồi các bạn ơi, cũng đã 4 giờ rồi. Huy lù bà dìa các bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Bây giờ thì mình thả bò đây là lù dìa tới chuồng là khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ các bạn. Bây giờ mình lù dìa là tới chuồng là 4:30 là vừa các bạn ơi. Các bạn thương đúng mình, cho mình xin một cái đăng ký kênh và một like nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.